Chào mừng quý vị và bà con đến với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8. Và hiện nay chương trình đang có mặt tại chợ Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Đứng bên cạnh tôi lúc này là anh Nguyễn Văn Tốt, ban quản lý chợ, sẽ hướng dẫn Quang Thắng đi tham quan chợ Cẩm Đông có gì thú vị và đặc biệt. Vâng, rất vui hôm nay là được anh Quang Thắng đến thăm chợ Cẩm Đông. Và xin mời anh Thắng đã đi cùng tôi đi thăm chợ Cẩm Đông. Xin mời. Khi bước vào chợ thì tôi thấy rằng là đồ gia dụng thì rất là nhiều đúng không anh? Vâng, đây, khu này là khu chuyên là về đồ điện tử gia dụng và hàng quần áo may sẵn. Tiếp theo thì mình đi vào khu ẩm thực này, khu chợ rau thì chỗ nào bác? Rồi, chúng ta sẽ tiến thẳng về đằng trước. Và đây là khu bán quần áo và giày dép. Quang Thắng thấy rằng là bước vào chợ thì thấy rất là nhiều cái mặt hàng bán, rất nhiều mặt hàng khác nhau. Nhưng quan trọng nhất là gọn ghẽ và khang trang. Và đây là khu vực bán đồ ăn. Khu nhà số 4 chuyên bán về thực phẩm, hàng tươi sống ta ở đầu khu vực. Vâng ạ. Thế cái đồ ăn sẵn thì là khu vực nào ạ? Đồ ăn sẵn thì mời chúng ta sẽ đi tiếp về ghế đằng này. Vâng. Chào các bác ạ. Chào bà con ạ. Xôi, chè, thịt nướng, cà phê, nói chung là đủ các cái đồ, bánh trái rồi là đủ hết. Đặc sản nó Cẩm Phả thì ngoài than thì nó có một cái gọi là chả mực. Chả ở đây nó có chả mực Cẩm Phả là cũng rất là ngon. Đâu ạ? Anh giới thiệu. Nhưng mà hàng chả mực thì khả năng là hôm nay cũng nghĩa là người ta thì để ở trong tủ cơ chứ người ta không để ra ngoài. Khi ai bán, ai mua thì người ta sẽ bỏ ra. Hàng đấy là hàng phải nằm ở luôn ở đó này. Vâng, và tiếp tục thì chúng ta đi. Chào. Vâng, chào bác ạ. Thì ở đây thì cũng nhiều những loại hoa quả thì phong phú. Quang Thắng muốn hỏi chị là chị bán ở cửa hàng này, ở chợ Cẩm Đông này lâu chưa? Em bán được 15 năm rồi ạ. Thế thì hôm nay thì chương trình Tôi Yêu Chợ Việt chúc chị là buôn may bán tốt trong ngày hôm nay nhé. Quý vị khán giả thân mến, và chúng tôi đã đi một vòng chợ rồi. Bây giờ thì đã đến giờ ghi hình tại cửa chợ Cẩm Đông. Mời tất cả quý vị bà con hãy ra ủng hộ cho tất cả bà con tiểu thương đang chơi ở ngoài cổng chợ nhé. Còn bây giờ thì chúng ta ra ngoài cổng chợ ghi hình nhé. Xin mời. Chào mừng quý vị bà con đến với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8. Chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa 8 do công ty truyền thông Big Vision phối hợp với báo Thanh Niên thực hiện. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà tài trợ chính của chương trình: công ty găng tay cao su Hợp Thành, nhãn hàng Cholimex Food thuộc công ty cổ phần thực phẩm Cholimex, nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế, nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Cuối, và các nhà tài trợ phụ đã đồng hành cùng chúng tôi: mì sợi tươi thượng hạng Ron Ron thuộc công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ bột mì. Và bây giờ chúng tôi xin mời hai đội, đội xanh và đội đỏ bước vào sân khấu. Xin mời hai đội. Và bây giờ tôi xin mời hai đội sẽ giới thiệu về thành viên đội của mình. Trước hết tôi xin mời đội đỏ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Thị Thanh đến từ ngành thủy hải sản. Bán thủy hải sản. Tôi là Phạm Thị Hoa đến từ hàng giải khát, nước ép, trái cây và hoa quả. Hay quá. Vâng. Tôi tên là Trần Thị Hà, tôi đến từ khu vực hàng ăn của chợ Cẩm Đông. Vâng, cụ thể là bán cái gì ạ? Bán đồ ăn sáng ạ. Ăn sáng, ví dụ như bánh cuốn chả. Bánh cuốn ạ. Vâng, quá ngon. Tôi là Quỳnh Hoa, tôi làm spa cho sắc đẹp. Tôi là Hoàng Mai, tôi chuyên bán về ngành sản phẩm ăn uống và bún chả nhé. Chào tất cả bún mọi người. Bún chả, trưa nay là mời cả đoàn ăn bún chả nhé. Vậy thì đội trưởng hãy giới thiệu về tên đội của mình và câu slogan của đội mình như thế nào. Tôi tự xin giới thiệu, đội của tôi là đội Su Hào. Su Hào, vâng. Su Hào trận nào cũng thắng. Quá ngắn gọn đúng không? Su Hào trận nào cũng thắng. Bây giờ còn đội xanh thì thế nào nhỉ? Em xin tự giới thiệu ạ. Em là Phượng ạ. Bán hàng cung cấp chuyên trẻ đồ trẻ em và sơ sinh ạ. Em là Nguyễn Thị Phương. Kiosk 98V chuyên cung cấp đồ lữ ạ.
À, thì là lát nữa Quang Thắng cũng lại ủng hộ cho chị. Mua ít ngắn về cho vợ. À, được chưa? Em là My ạ, em chuyên cung cấp đồ gia dụng điện tử ạ. Mình là Nguyễn Thị Hải, kinh doanh ở kiosk 90, chuyên cung cấp ngành quần áo thời trang nữ. Em là Phượng, em chuyên cung cấp quần áo nữ, váy, quần áo nữ thời trang ạ. Đội của em là đội ớt chuông ạ. Ớt chuông dinh luôn giải thưởng. Hai đội đã giới thiệu về đội của mình rồi. Và bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu tổ trọng tài của chúng tôi. Anh Đinh Thành Phúc, đại diện nhãn hàng bột trộn sẵn Mít Cô Hương Xưa và mì sợi thượng hạng Ron Ron. Trân trọng giới thiệu anh Trần Trọng Luật, đại diện nhãn hàng Chole Make Food. Trân trọng giới thiệu anh Đinh Văn Tuân, đại diện nhãn hàng Việt Coco tinh hoa rửa Việt. Trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Hải Nam, đại diện nhãn hàng công ty găng tay cao su Hợp Thành. Trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Văn Tốt, ban quản lý chợ Cẩm Đông. Và bây giờ xin một phút âm nhạc để cho hai đội khởi động. Một phút âm nhạc bắt đầu. Vâng, xin cảm ơn. Và bây giờ hai đội đã sẵn sàng rồi. Chúng ta bước vào game 1 của chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8. Hai đội chơi sẽ trải qua 3 vòng thi đấu với các trò chơi theo chủ đề, bao gồm trò chơi dân gian, trò chơi vận động. Số điểm chiến thắng tương ứng qua mỗi vòng là 100 điểm, 150 điểm và 200 điểm. Sau khi kết thúc 3 vòng chơi, đội nào có tổng số điểm cao hơn sẽ là đội chiến thắng chung cuộc và nhận được những phần thưởng hấp dẫn, bao gồm tiền mặt và quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Đội thua sẽ nhận được phần thưởng là tiền mặt và quà tặng trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, hai đội chơi còn được nhận thêm nhiều phần quà là sản phẩm đến từ nhà tài trợ nếu chiến thắng mỗi vòng thi. Và với game 1 này thì hai đội quay đủ cột trụ 4 vòng và sau đó đi qua đường trơn rồi đứng ở mép đường trơn lấy vòng, sau đó đứng ra vạch đích, cầm vòng tung vào cổ vịt. Sau đó được lấy một sản phẩm của găng tay cao su Hợp Thành cầm về bàn của mình. Và đội nào nhiều găng tay cao su Hợp Thành hơn, đội đó sẽ giành chiến thắng. Tôi thấy rất là vui bởi vì lần đầu tiên ghi hình ở Cẩm Phả và có các anh chồng đi cổ vũ cho vợ đi như thế này. Tất cả các chợ khác thì đều hầu như không có. Đấy. Và anh rất nhiệt tình, anh nói nào tất cả các chị em của chợ Cẩm Đông chứ không cổ vũ cho riêng ai cả. Nào tất cả chị em chợ Cẩm Đông cố lên. Rồi. Và mời quý vị khán giả hãy đếm cùng MC nào. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Nhanh lên, thời gian có hạn. Rồi, chúc mừng đội đỏ. Nhanh 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 về nhanh cho người khác. Nhanh lên, thời gian có hạn. Nhanh lên. Bà con thấy rất là vui, cho nên là hô bé bé thôi không? Đội áo đỏ chúng tôi giật mình. Vừa rồi đội xanh ném vào cổ mà đội áo đỏ giật mình ngã luôn. Ôi, chúc mừng đội đỏ. Tôi thấy là đội đỏ đang có 2 vòng ở cổ vịt rồi mà đội xanh chỉ có 1 cổ thôi. Ôi, vừa nói xong, chúc mừng. Rồi, chúc mừng đội đỏ. Nhanh lên, người tiếp theo. Chúc mừng đội xanh. Nhanh lên, đi tiếp đi. Rồi.
Rồi, chúc mừng đội đỏ. Quá. Ê, khéo. Từ đây đội đỏ đi, bắt đầu từ đây ấy. Mình thấy mệt mỏi quá. Rồi, chúc mừng đội xanh. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. 1 ạ, 2 ạ, 3, 4, 5. 5 đôi găng tay cao su hợp thành. Đây là sản phẩm của đội xanh. Mời khán giả cùng đếm ạ. 1, 2. Như nào? Cầm vội quá nên là lấy cả hai đôi. À, đấy. 7 đôi găng tay cao su hợp thành. Một lần nữa chúc mừng đội đỏ chiến thắng game 1. Sau đây chúng tôi xin mời nhãn hàng găng tay cao su hợp thành sẽ lên tặng quà cho đội đỏ, đội thắng cuộc game 1. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng găng tay cao su hợp thành. Nhãn hàng chưa đến mấy phút sẽ chọn một vị khán giả vỗ tay nhiệt tình nhất. Thay mặt của trọng tài, xin mời chị áo vàng. Xin mời nhãn hàng chưa đến mấy phút. Xin cảm ơn quý vị khán giả thân mến. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút. Không bị ẩm ướt từ bên trong. Găng tay cao su hợp thành được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc trên dây chuyền hiện đại với 100% cao su thiên nhiên latex cùng công nghệ được xử lý không bột, chống lão hóa, chống dị ứng, không mẫn cảm đối với da tay. Găng tay cao su hợp thành nâng niu đôi tay bạn. Quý bà con thân mến, với game 2 này chúng tôi có 3 phần thi. Và phần đầu, xin mời hai người chơi sạp bán rau trong chợ có hai bó rau muống, có logo của chương trình. Người chơi nào tìm nhặt sạch hết cả lá, mang thành phẩm về sân khấu càng sớm thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Nhưng nhớ, đưa về thì tuyệt đối không được dùng tay. Hai người muốn kẹp, đẩy, đưa thế nào cũng được, nhưng không được dùng tay. Xin mời hai đội bắt đầu. Mời hai đội ra xem truyền hình để cổ vũ cho đội của mình. Tuốt hết lá vào. Đội đỏ cố lên. Tôi thấy là đội đỏ đang tuốt rất nhanh đấy. Nhanh lên. Sắp hết rồi, đội đỏ sắp hết rồi. Chạy về, nhanh lên. Hay quá, rất thông minh. Ui, đội xanh cũng thế. Úi giời ơi, nhanh quá. Rồi, hay quá. Đây là thành phẩm của đội đỏ. Còn bên tay phải của tôi là thành phẩm của đội xanh. Quý vị khán giả thấy rằng hai đội chơi rất cố gắng, rất nhanh và rất thông minh. Ngang nhau đấy. Không. Đội đỏ thắng. Tôi quyết định đội đỏ giành chiến thắng. Và xin mời hai người chơi bước lên phía trước. Người chơi tìm đến nơi có gắn lá cờ của chương trình,
kẹp chiếc mẹt ở giữa hai đầu gối và di chuyển về sân khấu. Đội nào về sớm hơn đội đó sẽ giành chiến thắng. Nhưng nhớ trên mẹt là phải có quả bóng của chúng tôi. 3, 2, 1, chạy! Tìm mẹt đi, tìm mẹt, tìm bóng đi. Đúng rồi, kẹp vào chạy về đi. Càng nhanh càng tốt. Đội nào về trước đội sẽ giành chiến thắng này. Nhanh lên. Nhặt lên, nhặt lên, nhặt lên, nhặt lên để vào đi tiếp. Nhanh lên. Đội đỏ nhanh lên, đội đỏ nhanh lên. Sắp thắng rồi, sắp thắng rồi. Nhanh lên, nhanh lên, đội xanh về đây, nhanh lên. 12 đội về vị trí, 12 đội về vị trí. Đội đỏ về sau đội xanh chắc là phải nửa tiếng. Thôi được rồi, cho chị cầm bóng chạy về. À, đội áo đỏ đi bị ngược đường, đi bị sai đường, cho nên nó bị xa quá gấp đôi số đường còn lại. À, đây là tại mình đúng không? Chứ không phải là tại ai xui đúng không? Đúng, tại mình. À, vâng. Vậy thì đội xanh chiến thắng đội vòng này có đồng ý không? Có, đồng ý. Tôi xin tuyên bố. Mà trước khi tuyên bố thì tôi xin mời hai đội ôm nhau thắm thiết cái đã. Chơi vui là chính, cả hai đội nhanh 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 ôm nhau cái. Rồi. Với vòng 2 của game 2, đội xanh giành chiến thắng. Chúc mừng đội xanh. Và xin mời hai đội về vị trí. Tôi xin mời hai người còn lại. Người chơi hãy tìm trong số các tiểu thương hoặc là khán giả đang xem chương trình, tìm ra người nặng nhất, khiêng hoặc cõng người đó về sân khấu. Đội nào tìm ra người nặng cân hơn, đội đó giành chiến thắng. Và tuyệt đối không được để cho người khán giả đấy chạm chân xuống dưới đất. Nếu chạm chân là chúng tôi trừ điểm. Bắt đầu. Chạy đi, tìm đi. Cháu hỏi cô nhá. Cô nặng bao cân? 79 cân. 79 cân. Còn chị nặng bao cân? 70 cân. 70 cân là có ăn gian đấy nhá. Không đến 70 cân, tôi nhìn người này chắc chỉ khoảng 68 cân rồi. Và bây giờ chúng tôi sẽ cộng số cân để phân thắng bại trong vòng 3 này. Hai đội chú ý. 3, 2, 1, vào. B. Bây giờ tìm bạt thịt hộp là bà nào đây? À, vừa bảo tao đi tìm bạt thịt hộp. Xin mời hai đội ra đây. Ôi trời, vào ra cái dạng gửi xe là bê ô tô à. Đội màu đỏ có đi vào nhà xe cơ mà. Đi lối tắt vào nhà xe và xuống chỗ bán thịt hộp. Trời ơi, trời. Bà ấy bảo tao đi vào tao tìm bà thịt hộp. Không biết bà thịt hộp của bà. Đội đỏ về chưa? Đây rồi, đây rồi. Sao lại đi? Còng đi, còng đi, bê lên đi. Sao lại để đi bộ thế kia? Đây là đi chạy này. Được chưa? Tôi thấy là cởi tập rè ra vừa nói tiếng Đức kìa. Rồi, chúc mừng đội đỏ. 85 cân. Rồi, cảm ơn ạ. Người tiếp theo. 68 cân đúng chuẩn chưa? Tôi đoán 100%, dám làm tròn số. 85 cân.
Mời bác. 69,5 cân. Đấy. Và chúng ta đã biết đội nào thắng cuộc rồi ạ, đúng không? Xin mời nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành sẽ tặng quà cho 4 vị khán giả. Lần nữa xin cảm ơn 4 vị khán giả đã giúp và hỗ trợ cho hai đội chơi. Cảm ơn rất nhiều ạ. Với vòng 3 vừa rồi thì đội đỏ giành chiến thắng. Chúc mừng đội đỏ. Tôi xin mời nhãn hàng Mico Hương Xưa sẽ lên trao quà cho đội đỏ. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa. Và tôi xin mời Việt Coco sẽ tìm một vị khán giả vỗ tay nhiệt tình nhất trong game 2 vừa rồi. Thay mặt tổ trọng tài thì em xin chúc anh chị áo hồng ạ. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Việt Coco đã tặng quà cho vị khán giả. Quý khán giả thân mến, và ở đây chúng tôi đã bịt mắt 8 vị khán giả trong phần chơi này. Và chúng ta chỉ việc cúi xuống để mò những quả bóng bay đang rơi ở dưới đất. Người nào mò được nhiều bóng hơn, giữ được chặt để không bị người đối phương cướp lấy, người đó sẽ giành chiến thắng. Và chúng tôi sẽ có 2 phần quà dành cho người nào chơi xuất sắc nhất. Bắt đầu mò bóng đi! Giữ chặt vào. Không bóp bóng nhá, không được bóp của nhau đâu nhá. Hết ra đứng xếp hàng ra đây, đứng xếp hàng ra đây. Tôi xin phỏng vấn người có một quả bóng. Tại sao bác lại lấy được có một quả bóng? Vì sờ mãi không thấy. Sờ gì ạ? Quả bóng này. Vâng, cảm ơn chị. Và cuối cùng chị có nói rằng chơi vui là chính, để cho mọi người cùng cười. Vâng, xin mời vị khán giả không được quả nào. Tại sao lại mò mãi không được quả nào là thế nào? Em mò không giỏi. Mò không giỏi lắm đúng không? Cho nên là không được quả nào. Và tôi chúc mừng hai người. Một người mò được 6 bóng, một người mò được 5 bóng. Hai người này đã là người thắng cuộc trong phần chơi dành cho quý vị khán giả. Ban quản lý chợ sẽ lên tặng quà cho hai người chơi của chúng tôi. Xin tặng em một phần quà của găng tay cao su Hợp Thành. Xin tặng chị một phần quà của bột trộn sẵn Mico Hương Xưa. Cảm ơn anh Tốt, ban quản lý chợ. Chiết xuất từ những hạt đậu nành dinh dưỡng cao, lên men tự nhiên 100% trong thời gian dài. Nước đường Cholinet nâng tầm gia vị cuộc sống qua nhiều công thức nấu ăn hảo hạng. Từ nhà hàng đến gia đình. Nước tương Cholimet lên men tự nhiên, tinh túy đậu nành, tinh hoa ẩm thực. Cholimet Food, gia vị cuộc sống. Hương xưa như ý cho ta một chiên giòn thịt ngon, em chiên món gì cũng nóng cũng ngon cũng giòn. Này em ơi hay mà mua liền bột chiên của Hương Xưa, cả nhà thích lắm nha bà xã. Dùng dùng quá quá. Chiên giòn Hương Xưa sản xuất theo công nghệ và chất lượng Nhật Bản. Với game 3 này, chúng tôi có 2 đường trơn đã bày sẵn. Bắt đầu vào xuất phát, hai đội cử cho hai người quay một vòng sau vòng trục quay. Sau đó bò như con sâu đo đi qua đường trơn. Sau đó lên trên kia, đội nào dùng chân rung chuông được thì đội đó sẽ nhặt một sản phẩm mang về kệ. Tôi xin mời hai người nào chơi trước thì bước lên phía trước. Và 3, 2, 1 bắt đầu. Xin mời hai đội cùng bò vòng quanh cột trụ. Và tiếp theo bò trên đường. Rồi.
Đội đỏ cố gắng lên, đội xanh sắp về đích rồi kìa. Đội đỏ là sai quy tắc rồi nhá. Không được dùng đầu gối, không được dùng cừu tay. Rồi, đội đỏ thua rồi. Đội đỏ thôi, không cần rung chuông nữa, về. Bày lên trên kệ đi. Rồi, đội xanh nhặt một phần quà. Đội xanh rất thông minh. Đội đỏ thắng. Chúc mừng đội xanh lấy một sản phẩm mang về. Rồi, chúc mừng đội xanh. Rồi, chúc mừng đội đỏ. Nhanh lên. Rồi, lấy một sản phẩm mang về kệ nào. Đỏ thắng. Rồi, đội xanh mang sản phẩm của mình về đi. Đội đỏ chưa hết vòng. 10 9 8 bỏ cuộc à? Rồi, hai đội cùng bỏ cuộc. Hiện nay ở trên kệ có 3 sản phẩm. Trên kệ của đội xanh có 2, 4, 6, 7 7 sản phẩm, sao là nhiều thế nhỉ? Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần thi thứ hai của game 3. Phần thi này chúng tôi sẽ yêu cầu là bán hàng và giao hàng. Bán hàng là bao giờ chúng tôi có lệnh bán thì mới được bán. Còn bây giờ chúng tôi chỉ có lệnh là giao hàng mà thôi. Mà đội nào giao hay, dẻo, đội đó sẽ được cộng thêm 20.000 của tổ trọng tài. Phần giao đầu tiên sẽ dành cho đội xanh giao trước. Xin mời đội xanh. Alo các bạn ơi, bí xanh vào các bạn ơi. Bí xanh này trồng tại vườn này, tiêu chuẩn chuyên hàng siêu sạch, hàng siêu sạch, siêu tươi. Ăn rất là bổ dưỡng, đẹp da này, giảm mỡ này. Chữa trị, chữa hóa cho em đi. Hàng rất là chuẩn. Hàng này là hàng bí xanh, giảm mỡ, đẹp da, thanh lọc cơ thể rất là tốt ạ. Đây là bí ạ, đây là bước. Hết giờ. Và 1 phút giao hàng dành cho đội đỏ bắt đầu. Ai mua hồng đây, hồng ngon lắm này, ăn vào gái xinh này, chồng xinh vãi gái, ăn vào lấy chồng đẹp nhá, dai ăn vào lấy chồng. Ai mua hồng không? Em bán hồng xinh, em đây không bán tình duyên. Mọi người ăn hồng đi nhá, ăn vào trẻ đẹp lắm này. Sản phẩm của chợ Cẩm Đông chúng em nào.
hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Tôi xin mời anh Tốt sẽ chọn ra đội nào giao hàng hay hơn. Thực sự là rất là vui. Thì theo như ý kiến chủ quan của tôi thì là hai đội này, game này là bằng nhau. Coi như nhau. Mỗi đội được cộng thêm 10.000 đồng. Bây giờ 1 phút bán hàng dành cho hai đội bắt đầu. Nhanh lên, nhanh lên. Sản phẩm chúng tôi đến rồi các bạn ơi. Ole, ole, có lại rồi, có lại rồi. Cái này là sản phẩm của chúng tôi là 20.000. 20.000. Đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao hàng siêu sạch. Siêu sạch. Ok. 20.000. Về rồi, về rồi, bán được chưa? Ôi em bán rồi mà. Tôi bán xong về chỗ rồi. Đây là số tiền bán được của đội đỏ, tiền của đội xanh sẽ được cộng thêm 10.000 của tổ trọng tài, cũng như đội đỏ cũng được cộng thêm 10.000 của tổ trọng tài. Và đội đỏ đã bán được 50.000 cộng thêm 10.000 của tổ trọng tài, có nghĩa là được 60.000. Đội xanh bán được bao nhiêu thì mời tất cả quý vị khán giả hãy đếm cùng với cả MC nhá. 120.000 cộng với 10.000 của tổ trọng tài có nghĩa là được 130.000. Tổng kết của game 3 này, đội xanh giành chiến thắng. Chúc mừng đội xanh. Sau đây chúng tôi xin mời nhãn hàng Chulimex Food sẽ lên trao quà cho đội xanh. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Chulimex Food đã tặng quà cho đội thắng game 3. Xin mời ban quản lý chợ chọn một vị khán giả vỗ tay nhiệt tình nhất trong game 3. Các khán giả ở đây ai cũng đều vỗ tay to cả. Nhưng mà tôi cũng xin mạnh dạn xin được mời rồi mời chị Toan. Và em mời chị Toan lên nhận phần thật thật. Đây là một phần quà của Việt Coco tinh hoa dừa Việt. Một lần nữa xin cảm ơn anh Tốt, cảm ơn ban quản lý chợ, cảm ơn vị khán giả. Vâng. Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Yến, ba số cuối là 998. Phạm Thị Minh, ba số cuối là 552. Vâng. Chúc mừng người có tên là Huyền, ba số cuối là 835. Chúc mừng Đoàn Thị Nhung, ba số cuối là 836. Đây là tặng cô ạ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và sau đây chúng tôi xin mời lên sân khấu anh Nguyễn Văn Tốt, ban quản lý chợ. Xin cảm ơn ban quản lý chợ và chính quyền địa phương nơi đây đã giúp đỡ chương trình ghi hình thành công chương trình Tôi Yêu Chợ Việt. Tặng anh một phần quà của Chulimex Food, một phần quà của nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa, một phần quà của Việt Coco tinh hoa dừa Việt, một phần quà của găng tay cao su Hợp Thành. Một lần nữa xin cảm ơn ban quản lý chợ. Và bây giờ chúng tôi xin tổng kết điểm của 3 vòng thi. Vòng 1 đội đỏ thắng được 100 điểm. Vòng 2 đội đỏ thắng được 150 điểm. Vòng 3 đội xanh thắng được 200 điểm. Đội đỏ đã là quán quân của chương trình Tôi Yêu Chợ Việt được ghi hình tại chợ Cẩm Đông. Bảng 5 triệu đồng bao gồm quà để tặng cho đội Á quân ngày hôm nay. Sau đây chúng tôi xin mời nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành sẽ lên trao quà cho đội Á quân. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành. Mì tươi thượng hạng Ron Ron. Một lần nữa xin cảm ơn Việt Coco tinh hoa dừa Việt sẽ lên tặng quà cho đội Á quân. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt. Bảng 10 triệu đồng bao gồm quà để tặng cho đội quán quân. Sau đây chúng tôi xin mời nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa. Cảm ơn nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa. Xin mời nhãn hàng Chulimex Food. Cảm ơn nhãn hàng Chulimex Food. Quý vị khán giả thân mến, chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8 được ghi hình tại chợ Cẩm Đông, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đến đây là hết. Chương trình do công ty truyền thông Big Vision phối hợp cùng với báo Thanh Niên thực hiện, được phát sóng vào lúc 11:40 chủ nhật hàng tuần.
trên các kênh Thanh Niên Online, YouTube Báo Thanh Niên, Fanpage Báo Thanh Niên và TikTok Báo Thanh Niên. Chúng tôi xin cảm ơn chân thành các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Công ty găng tay cao su Hợp Thành, nhãn hàng Cholimex Food thuộc công ty cổ phần thực phẩm Cholimex, nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế, nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Cuối và các nhà tài trợ phụ đã đồng hành cùng chúng tôi. Mì sợi tươi thượng hạng Johnson thuộc công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Bột Mì. Một lần nữa xin kính chào quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong ngày gần nhất. Xin chào, hẹn gặp lại. Tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.